Phần 4 lịch sử đạo gia trào lưu huyền học, tình cảm và lý trí thăng hoa. Nếu được sống trọn vẹn theo thiên tính, đại bàng tuy lớn nhưng cũng chẳng đáng xem trọng hơn loài chim nhỏ. Chim nhỏ tuy không ở nơi thiên trì nơi chim đại bàng ở nhưng vinh nguyện cũng chẳng kém gì đại bàng. Cho nên lớn nhỏ tuy có khác mà tiêu giao lại vốn đồng. Thiên y, trang tử chú sớ, Huyền học là thuật ngữ được dùng để chỉ trào lưu tư tưởng thịnh hành ở Trung Quốc vào thế kỷ thứ ba và thứ tư. Có nghĩa đen là cái học tối tâm. Huyền có nghĩa là tối tâm, bí ẩn và khó hiểu. Chẳng hạn như trong chương đầu của Đạo Đức Kinh, đạo được nói đến như là huyền chi hậu huyền nghĩa là bí ẩn của mọi bí ẩn. Do vậy, từ huyền học cho ta biết rằng học phái này là kế tục của đạo gia nguyên thủy. Thực ra, các nhà Huyền học là những nhà trí thức Trung Hoa sống vào khoảng 220 đến năm 420 thời Lục triều, thời kỳ đạo Nho đang chiếm ưu thế trong xã hội. Họ suy cứu kinh dịch và các bản văn cổ của đạo Gia nguyên thủy, chú giải và diễn giải tư tưởng Lão, trang theo tinh thần mới, có xu hướng dung hòa với tư tưởng Nho gia. Giữa Huyền học và Phật học đạo Phật phát triển rất mạnh trong thời kỳ này cũng có ảnh hưởng tư tưởng qua lại rất gắn bó phật giáo thiền tông trung hoa cũng khởi phát trong giai đoạn này một trong những hình thức trao đổi tư tưởng có tính chất thân tình giữa các nhà huyền học và các học giả khác phần lớn là giới tăng sĩ là thanh đàm nghệ thuật của hình thức đàm luận ấy thể hiện ở chỗ nó diễn tả những tư tưởng cao nhã thường có tính chất lão trang bằng ngôn ngữ và câu cuốn ngắn gọn do tính chất cao nhã ấy thanh đàm chỉ có thể diễn ra trong phạm vi bè bạn những người có cùng một trình độ tri thức cao sâu nhất định, bởi thế, nó được xem như một trong những hoạt động tinh thần tế nhị nhất của con người. Một số học giả phương Tây khi nói đến thế hệ Beat trong thập niên 50 của thế kỷ 20 đã so sánh lý tưởng của thế hệ nghệ sĩ ấy với tư tưởng và phong cách sống của các nhà huyền học Trung Hoa. Họ đều là những nhà trí thức trẻ, có lý tưởng và tinh thần tự do. Họ yêu thích đời sống ung dung tự tại, hành động theo ý mình và không ngần ngại bộc lộ tính cách cá nhân về vũ trụ quan và tri thức luận họ hướng đến thực tại tối hậu tìm hiểu chân lý thông qua các cuộc luận đàm tao nhã thoát khỏi sự ràng buộc của tập tục và tư tưởng vị ngã tư lợi nhỏ nhen trúc lâm thất hiền và tư tưởng phong lưu một trong những nhóm học giả huyền học danh tiếng là trúc lâm thất hiền bởi vì hiền sĩ này thường học nhau trong rừng trúc cùng nhau đàm đạo uống rượu và ngâm thơ vịnh phú phong cách sống của họ là tiêu biểu cho tư tưởng phong lưu của đạo gia một triết lý sống thuận theo bản tính lý trí hoặc cảm hứng tự nhiên vượt lên trên khuôn khổ tập quán và truyền thống của thế tục bộ sách thế thuyết tân ngữ ghi nhận nhiều giai thoại và chuyện thanh đàm của bảy vị hiền sĩ phong lưu đó lưu linh một nhân vật trong thất hiền nổi tiếng là người hay uống rượu ở nhà ông thường sống trần như nhộn ngày nọ có khách đến nhà buông ra lời chỉ trích đáp lại ông nói ta lấy trời đất làm nhà lấy nhà làm quần áo vì sao lại vào trong quần ta làm gì thiên 28 thế thuyết tân ngữ điều đó phần nào cho thấy khí cảnh tự do tự tại có ý thức trong đời phong lưu xét bề ngoài các bậc hiền sĩ phong lưu thích hành động theo cảm hứng không để tâm đến tập tục khu sáo của người đời thiên 28 sách thế thuyết có chuyện kể rằng, Vương Huy Chi, mất năm 388, con của nhà thư pháp danh tiếng Vương Huy Chi sống ở Sơn Âm gần thành Hàng Châu ngày nay. Đêm nọ, ông thức dậy vì tuyết rơi nhiều. Mở cửa sổ, chỉ thấy tuyết trắng xóa bốn bề. Chợt nhớ đến bạn là tái quỳ, bèn chèo thuyền đến thăm. Phải chèo suốt đêm mới đến nhà tái, nhưng vừa đến gần cửa thì dừng lại mà quay trở về. Có người hỏi vì sao, ông đáp thừa hứng mà đến hứng hết thì về hà tất phải gặp thực ra các nhà huyền học rất trân trọng lý trí và tình cảm của con người khả năng thụ cảm của họ có ý thức và trải qua quá trình tu dưỡng đặc biệt tinh tế và tao nhã với khả năng thụ cảm tinh tế ấy các bậc hiền sĩ phong lưu hay xúc động trước những điều mà thông thường người khác không cảm nhận được họ xúc cảm vì cuộc sống vì trời đất nói chung mà cũng vì tính thù cảm và tình cảm ngay trong lòng họ. Thiên 17, sách Thế Thuyết có chuyện. Vương Nhung có đứa con vừa chết, bạn là Sơn Giản đến viếng. Vương không cầm được nước mặt. Sơn Giản nói, chỉ là đứa bé con, cớ sao lại khóc? Vương Nhung đáp, thánh nhân thì quên tình, thứ dân thì không biết tới. Chỉ như bọn ta mới có nhiều tình. Sơn Giản tán đồng và cũng khóc theo. Lời của Vương Nhung cắt nghĩa rất rõ vì sao các nhà huyền học rất lưu tâm đến tình cảm. Trong nhiều trường hợp, không phải vì sự được mất của bản thân mà chính vì cảnh tượng chung của cuộc sống khiến họ vui buồn. Họ lãng mạn nhưng tâm trí họ rất sáng suốt, tri thức của họ cao thâm, cảm quan của họ tao nhã. Thiên 19, sách thế thuyết chép rằng Sơn Đào, Kê Khang và Nguyễn Tịch cùng là bạn thân. Vợ Sơn Đào là hàng thị, thấy ba người chơi thân với nhau hỏi do chồng. Sơn Đào đáp, đó là những người mà ta có thể chơi thân. Tập tục Trung Hoa thời ấy không cho phép người chồng giới thiệu vợ với bạn. Vì thế, Hàng Thị tỏ ý với chồng rằng nàng muốn nhìn họ mà không để ai hay biết. Ngày nọ, Kê Khang và Nguyễn Tịch đến chơi, Hàng Thị xin chồng cầm bạn ở lại ban đêm, giận tiệc đã đằng, tối đến nhìn trộm khách qua cái lỗ nơi tường. Nàng thức suốt đêm mà nhìn. Sáng hôm sau, chồng hỏi, nàng nghĩ thế nào về họ nàng thưa tài thì chàng không bằng họ trí thì đáng là bạn sơn đào nói riêng họ cũng cho là ta biết nhiều với phong cách sống của mình các bậc hiền sĩ phong lưu đã đưa những ý tưởng và nguyên lý của đạo gia nguyên thủy vào trong cuộc sống đời thường hiện nay hầu hết các học giả trung quốc đều đồng ý rằng thiên dương chu sách liệt tử là sản phẩm văn hóa của thế kỷ thứ ba thể hiện quan điểm sống ung dung tự tại của tư tưởng phong lưu. Thật ra, cái ý thánh nhân quên tình trong câu nói của Vương Nhung xuất phát từ chủ thuyết của Vương Bật, nhà huyền học nổi tiếng với các công trình nghiên cứu, chú giải lời của lão tử và kinh dịch. Vương Bật bạc mệnh ông mất ở tuổi 24 nhưng có một cuộc đời đầy ý nghĩa. Tư tưởng và học thuật của ông đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào huyền học, đưa ra hướng lý giải mới về các khái niệm cơ bản của đạo huyền một Đạo theo quan điểm huyền học Theo học giả Phùng Hữu Lan, cung cách ứng xử vượt lên trên thế tục của các nhà huyền học vốn xuất phát từ cách lý giải mới về khái niệm vô vi của đạo gia nguyên thủy. Các nhà huyền học quan niệm rằng vô vi là hành động thuận theo tự nhiên. Để làm sáng tỏ hơn ý nghĩa của vô vi, họ còn đưa ra một khái niệm mới có tính đối lập với vô vi, đó là hữu vi, ám chỉ hành động trái với tự nhiên. Theo họ, người hành động mà để cho khả năng tự nhiên được phát triển trọn vẹn và tự do ấy là vô vi, người cố buộc mình phải hành động ấy gọi là hữu vi. Đạo theo Lão Trang là vô danh không thể gọi tên, vô tư không riêng vì vật nào cả và vô thủy vô chung không có chỗ bắt đầu, không có chỗ tận cùng. Theo các huyền học gia, đạo thật ra là vô, tức là chẳng có gì hay hư không. Sách Trang Tử chú sớ viết, đạo không chỗ nào là không có nhưng chỗ nào cũng đều là không. Đạo gia Nguyên Thủy khuyên ta nên sống với bản tánh, giữ gìn đời sống thuần phát kiến tố bảo pháp. Các nhà huyền học gia lý giải khái niệm tố và thuần phát như sau. Nếu cho rằng chẳng thiếu là thuần, thì người có đủ trăm hành vạn biến tài đức vẹn toàn cũng được gọi là chí thuần. Nếu cho rằng không tạp là tố, thì người có hình rồng lông phụng dung mạo đẹp đẽ, cao quý, vẻ đẹp vượt quá mức thường, cũng được gọi là chí tố còn nếu như chẳng giữ được cái chất tự nhiên dù bên ngoài có khoác áo lông da thú và đủ lão y trang phục tạp nhạp cũng chẳng thể được gọi là thuần tố trang tử chú sớ thiên mười lăm đạo gia nguyên thủy chủ trương hư tâm thiểu tư quả dục để đạt đạo các nhà huyền học thì tin rằng cảm xúc là bản tính tự nhiên rằng thánh nhân người đạt đạo là người lấy lý hóa tình theo lời của vương bậc thánh nhân hơn người thường là ở thần minh nhưng cũng đồng với người thường ở chỗ ngũ tình thánh nhân có thần minh cao nên có thể hòa với trời đất mà thông với vô tức là đạo cũng có ngũ tình nên thánh nhân không thể không vui buồn mà ứng với vật nhưng tình của thánh nhân tùy ứng với vật mà không lụy bởi vật nếu cho rằng không lụy mà bảo rằng chẳng ứng với vật thì là sai lầm lắm vậy tóm lại vương bậc cho rằng thánh nhân có tình cảm nhưng không bị tình cảm chi phối lão tử chủ trương tuyệt thánh khí trí tuyệt nhân khí nghĩa tuyệt xảo khí lợi dứt thánh bỏ trí dứt nhân bỏ nghĩa dứt xảo bỏ lợi các nhà huyền học lý giải rằng đó là chủ trương phản đối cái học trí xảo trái với khả năng tự nhiên hữu vi thánh trí tri thức của thánh nhân cũng như thiên tài là quà tặng của thiên nhiên dành cho một số người nào đó plato sinh ra là plato và trang tử sinh ra là trang tử họ viết sách triết lý vì điều đó thuận với khả năng tự nhiên của họ thiên ba Sách trang tử chú sớ có đoạn viết Nếu xứng với sở năng Thì dù mang vạn cân mà tự nhiên không biết nặng tại thân Tuy lo muôn việc mà nhẹ nhàng không thấy rối trong lòng Do đó Học theo thánh trí là vô ích bởi lẽ khả năng thiên bẩm chẳng đồng Vô dụng bởi lẽ thời thế biến đổi và tai hại bởi đánh mất chân tính và làm tổn hại tính mệnh của mình Cách sống hợp lý hơn cả là sống theo ta thuận theo bản tính tự nhiên Nói cách khác, sống theo đạo vô vi 2. Nhận định lại về Khổng Tử. Bằng cách lý giải kinh điển Nho gia theo tinh thần Lão Trang, nhiều nhà huyền học đã mở rộng phạm vi nghiên cứu tư tưởng và học thuyết của Khổng Tử. Học thuyết có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tư tưởng và văn hóa thời bấy giờ. Dẫu là đạo gia, họ vẫn xem Khổng Tử là một đại hiền triết, là bậc thánh nhân vĩ đại hơn cả Lão Tử và Trang Tử, xét đến đạo hạnh và đức hư tâm của ngài. Theo họ, Khổng tử quan tâm đến đời sống thế tục, chú trọng lễ giáo, giảng dạy các lễ tam cương ba mối quan hệ trọng yếu, vua tôi, cha con, chồng vợ, ngũ thường nhân, nghĩa, lễ, trí, tính bởi vì Ngài là bậc đắc đạo, đức độ siêu việt cảnh giới hư không. Thiên bố, sách thế thuyết kể về một cuộc thanh đàm như sau. Vương bậc lúc còn nhỏ đến gặp Bùi Huy. Huy hỏi, vô thật là căn bản của vạn vật, Thánh nhân Khổng Tử không chịu nói tới mà lão tử lại giải bày không thôi, vì sao lại như thế? Vương Bật đáp, thánh nhân đồng thể với vô, vô thì không thể đem ra để dạy cho nên chỉ nói đến hữu. Lão Trang chưa thoát khỏi hữu nên thường dạy về chỗ chưa đủ của họ. Cách lý giải của Vương Bật ứng với lời của lão tử, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri kẻ biết thì không nói, kẻ nói thì không biết, không luận giải đạo huyền. Xét theo lẽ đó, khổng tử xứng đáng là bậc thánh đích thực của đạo gia. 3. Biến dịch và phong tục Các nhà huyền học tin vào chân lý được cổ nhân khẳng định trong kinh dịch, vạn vật liên tục biến dịch, không bao giờ dừng nghỉ. Họ cho rằng con người nên chấp nhận thực tế là cuộc sống đầy biến động. Thiên sáu, sách trang tử chú sớ viết, trời đất muôn vật không giờ phút nào không dời chuyển. Những gì ta gặp trong chốc lát đều đi qua trong cỏ mịt mờ, cho nên cái ta đã qua cũng không phải là cái ta bây giờ, ta với bây giờ cùng đi, há thường giữ mãi không đổi được ru. Thế sự biến đổi theo thời, xã hội không ngừng biến động, nhu cầu con người cũng thay đổi luôn, chế độ và phong tục chỉ thích hợp trong một thời. Thi 14, sách trang tử chú sớ có đoạn: điển lễ của các vị đời trước, cốt hợp thời mà dùng. Thời đã qua mà không bỏ tức là yêu quái của dân, là đầu mối của sự dối trá không chủ trương ẩn thế như Lão Trang, các nhà huyền học gia chỉ phản đối chế độ và tập tục lỗi thời. Với quan điểm tiến bộ như thế, họ đã mang hơi thở cuộc sống, thể hiện qua hai yếu tố tình và lý, vào trong hệ thống tư tưởng đạo gia. Ghi chú, một sách chủ giải bộ Nam Hoa Kinh do quách tượng mất năm 312 trước tác. Nhiều học giả cho rằng đó là tác phẩm có tính kế thừa công trình của hướng tú 221, 300 hai theo đại cương triết học sử Trung Quốc của học giả Phùng Hữu Lan. Trong chương này, đối với các đoạn trích dẫn và chú thích rút ra từ tác phẩm nói trên, chúng tôi xin căn cứ theo bản dịch của dịch giả Nguyễn Văn Dương nhà xuất bản Thanh Niên, Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 1999. Ba thè Bisbit Generation, nhóm người trẻ tuổi đặc biệt là Văn. Nghệ sĩ ở thập niên 1950 và đầu thập niên 1960 Họ chối từ các giá trị xã hội đương thời, cố gắng tìm kiếm một lối sống khác, thể nghiệm các hình thức tôn giáo và phong cách sáng tác của nền văn hóa phương Đông. Trào lưu này khởi phát từ Hoa Kỳ, đại diện điển hình là nhà văn Jack Kerouac 1922 đến 1969 và thi sĩ Alan Ginsberg 1926. Bốn trúc lâm thất hiền sống ở đời nhà Tấn bao gồm Nguyễn Tịch 210, 162 triết gia và thi sĩ, kê khang 223 đến 263, triết gia, Nguyễn Hàm cháu Nguyễn Tịch, Lư Linh 221 đến 300, Sơn Đào 205 đến 283, làm quan, Hướng Tú 221 đến 300, học giả và Vương Dung 234, 305. Năm gọi tắt là Thế Thuyết, là sách tập lục do Lưu Nghĩa Khánh 403 đến 444 biên soạn. Lưu Tuấn 463 đến 521 chú giải. Trong chương này, những giai thoại trong các thiên sách thế thuyết được tác giả trích từ quyển Đại Cương Triết học sử Trung Quốc của Phùng Hữu Lan. Sáu theo kinh dịch với vũ trụ quan Đông Phương của Nguyễn Hữu Lượng, Vương Bật Tự là phụ tư, là học giả đời ngụy, người Sơn Dương. Ông có công chú giải kinh dịch, viện dẫn lời của lão tử, sáng tác chu dịch lược lệ. Dịch học của Vương Bật chiếm địa vị chính tông vào đời nhà đường. Bảy Plato 429, 347 trước công nguyên, nhà triết học duy tâm cổ đại Hy Lạp, học trò của Socrates và là thầy của Aristotle. Ông là người sáng lập ra chủ nghĩa duy tâm khách quan, xem ý niệm là vĩnh cửu và không phụ thuộc vào không gian cũng như thời gian. Theo sổ tay danh nhân thế giới của nhà xuất bản Thanh niên, năm 1999, khoảng năm 387 trước công nguyên. Plato lập viện Hàn Lâm tại Athens có thể được xem là trường đại học tổng hợp đầu tiên của châu Âu và lãnh đạo học viện ấy cho đến khi qua đời. Tác phẩm của ông gồm 65 tập, phần lớn là các bài đối thoại triết học, trong số đó có Symposium về tình yêu, Phá Edo ghi lại những lời giảng của Sóc Red về linh hồn bất diệt, chế độ Cộng Hòa về nhà nước lý tưởng, không tưởng, The Athes về bản chất tri thức và tỉ Mayus về bản chất của thế giới vật chất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 6 với nội dung Đạo giao hướng đến cuộc sống khang kiện và trường thọ.